Chiều nay tại Tokyo trong khuôn khổ chuyến công tác dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukuga Fukushiro và hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. Thủ tướng cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của Hạ viện Nhật Bản đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam Nhật Bản thời gian qua, chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản. Cảm ơn sự hỗ trợ của Quốc hội Nhật Bản đối với phát biểu chính sách của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hạ viện trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản cuối tháng 11 vừa qua thủ tướng phạm minh chính đề nghị chủ tịch Nukaga Fukushiro và hạ viện nhật bản quan tâm ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt việt nam nhật bản theo khuôn khổ quan hệ mới đối tác chiến lược toàn diện tăng cường hợp tác giao lưu quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giao lưu giữa các nghị sĩ nghị sĩ trẻ nữ nghị sĩ hai nước ủng hộ và thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế hỗ trợ việt nam xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ chủ tịch hạ viện nugaga fukushiro đánh giá cao những phát triển vượt bậc và thực chất của quan hệ việt nam nhật bản đặc biệt là những thành quả về chính trị kinh tế đã đạt được trong những năm gần đây bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp của hai nước trong thời gian tới đánh giá cao sự cần cù năng động của người lao động lợi thế về dân số nguồn nhân lực của việt nam Chủ tịch Hạ viện cam kết sẽ hỗ trợ các chính sách nâng cao điều kiện sống cho người Việt Nam tại Nhật Bản, cải thiện thu nhập trong bối cảnh đồng yên mất giá, ủng hộ việc đơn giản hóa thủ tục tiến tới miễn visa cho công dân Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản. Tại cuộc hội kiến chủ tịch thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác ngày càng mở rộng và đạt nhiều kết quả thực chất, tình cảm giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước ngày càng sâu sắc chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm lại Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chủ tịch Osuji và Thượng viện Nhật Bản phát huy và tăng cường hơn nữa vai trò của hai quốc hội đối với sự phát triển quan hệ hai nước, ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam thực hiện ba đột phá chiến lược, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy giao lưu nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ cũng như giao lưu các nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước, giao lưu thế hệ trẻ. Chủ tịch Thượng viện Osuji Hidehisa bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Việt Nam cuối tháng 9 năm 2023 vừa qua. Đánh giá việc Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN Nhật Bản và thăm song phương Nhật Bản sẽ góp phần cụ thể hóa khuôn khổ hợp tác mới thiết lập, làm sâu sắc quan hệ hai bên trong các lĩnh vực hợp tác. Chủ tịch Osuji Hidehisa khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nhật trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường giao lưu, hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp của hai nước trong thời gian tới.